Gia đình nhỏ của em xíu vừa xin chào cả nhà. Chào cả nhà đấy. Hiện tại gia đình nhỏ em đang có mặt tại thành phố Bến Tre và ngay khu vực của công viên Trần Văn Hơn. Giờ mình đi vào chơi tham quan đi. Hôm nay gia đình nhỏ em sẽ đi vui chơi tham quan tại công viên Trần Văn Hơn này và công viên Bến Tre. Thì hôm nay mời cả nhà cùng đi dạo quanh thành phố Bến Tre cùng với gia đình nhỏ em. Buổi tối những ngày Tết, hôm nay là ngày tối 29 Tết rồi, rất là đông vui luôn. Thì hôm nay em sẽ dẫn các bác nhỏ đi dạo công viên Trần Văn Hơn này và đi vào khu vực của Hồ Trúc Giang ha. Rồi tí xíu nữa em sẽ đi xuống khu vực của công viên Bến Tre coi linh vật của tỉnh Bến Tre hôm nay thiết kế như thế nào, gửi hình ảnh đến bà con mình. Công viên Trần Văn Hơn ngay trung tâm thành phố Bến Tre, ở trước mặt là đường Đồng Khởi và phía sau lưng đó là khu vực của Hồ Trúc Giang. Khu vực này mấy ngày thường thì sẽ có thiết kế nước và chạy đèn led rất là đẹp. Hôm nay thì không thấy chạy nước. Khu vực này mà chạy nước thì các bạn nhỏ đến đây vui chơi rất là thích nè. Ở đây thì công viên này cũng có làm nhiều cái tiểu cảnh cây xanh để tạo không gian không khí thoáng mát ở cho bà con đến đây vui chơi giữa trung tâm thành phố. Đây là tượng đài của Trần Văn Hơn. Đó, và trong đây thì cũng được thiết kế đèn led này. Vào em sẽ đi vào chia sẻ cùng với cả nhà cùng xem. Đây, tượng đài liệt sĩ Trần Văn Hơn ha. Thiết kế biểu tượng với cây dừa. Cây dừa giữa mùa trời sớm mai của dưới ánh mặt trời rất là đẹp luôn. Đây có trưng những cái chậu hoa bồng gà, hoa màu gà. Ở đây thì có được phun nước rồi đổi màu. Gái vô đứng cho chụp cho tấm hình nè. À, hai đứa nè, ở đây nè, đây nè, đây mới thấy. Đứng chỗ anh hai nè. Đó, đó là hai đứa con em cả nhà. Công viên buổi tối tại thành phố Bến Tre. Rồi, đi tiếp luôn. Ở đây thì cũng được thiết kế nước nè. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi qua bên khu vực của Hồ Trúc Giang ha. Ta sẽ đi qua khu vực của Hồ Trúc Giang. Đây thì ở khu vực của Hồ Trúc Giang cũng được trang trí một vài cái tiểu cảnh, thì năm nào cũng vậy. Hồ Trúc Giang cũng được trang trí những cái tiểu cảnh để cho bà con đến đây chụp hình vui xuân đón Tết. Ở đây thì ngay trung tâm thành phố Bến Tre có một cái lòng hồ giữa trung tâm thành phố ha, rất là mát và được thiết kế nè. Đây có một cái tiểu cảnh để chúng ta đến đây vui chơi chụp hình, có chữ Xuân Giáp Thìn. Nhiều bạn trẻ đến đây cũng chụp hình nè. Đó, Xuân Giáp Thìn 2024. Rồi đứng ngay lại chụp hình nha. Với những chậu hoa giấy nè, với những chậu cúc mâm xôi. Rồi em sẽ đi ra khu vực của ngoài khu vực hồ này, hồ Trúc Giang này ha. Dưới lòng thành phố Đà Lạt thì có một cái hồ Xuân Hương, và giữa lòng thành phố Bến Tre thì có cái hồ Trúc Giang.
Đây thì có một cái cây cổ thụ này, cây này cũng rất là lâu năm rồi, tạo bóng mát cho tại khu vực công viên này. Thì năm nay ở đây tạo những cái tiểu cảnh thì cũng ít hơn những năm rồi ha, có một cái tiểu cảnh chính thôi. Ra khu vực này thì rất là mát nè. Bây giờ em từ khu vực công viên Trần Vân này sẽ đi xuống khu vực công viên Bến Tre ha, gửi hình ảnh đến cả nhà. Thì người dân Bến Tre hay gọi công viên Bến Tre là công viên An Hội, vì khu vực đó là của phường An Hội ha, nên hay thường gọi là công viên An Hội. Nhưng mà thực chất thì nguyên cái bảng để chữ rất là to luôn là công viên Bến Tre. Ở ngoài trục đường này là công viên Bến Tre nè. Đó, khu vực phía trên này là công viên Bến Tre, mà khu vực đàn đá ha, được thiết lập kỷ lục là công viên có nhiều bộ đàn đá nhất. Ở phía dưới nữa là công viên chính của Bến Tre. Bây giờ em sẽ đi qua bên lộ luôn đi. Rồi, và đây bên đây là khu vực của công viên Bến Tre, mà khu vực đàn đá nè. Ở đây cũng tạo được nhiều tiểu cảnh. Đi xuống dưới nè, đây là khu vực công viên bên khu vực công viên đàn đá ha. Giờ em sẽ xuống phía dưới phần trưng bày linh vật tỉnh Bến Tre, công viên Bến Tre. Ở bên đây thì có đồng tạo những cái chậu hoa nè, đang nở đủ màu sắc rất là đẹp. Khu vực này là trong công viên đàn đá nè. Thì khu vực này bây giờ cũng ít người đến bên khu vực này chơi hết nha. Theo bắt đầu tuyến đường giữa nè, bắt đầu thiết kế những cái vòm led ha, để chúng ta có thể vào đây chụp ảnh vui chơi. Và ở ngoài đầu đường này thì có là một cái hình về cái cầu dây văn. Thì em nghĩ đây là thiết kế về hình ảnh của một cái cầu đặc miễu đâu được để tạo hình ảnh cho chúng ta chụp hình. Trên đây thì được thêm những cái hoa vạn thọ nè. Tiếng nghe lại cho chụp hình nè. Đây là thiết kế cầu Như Văn ha. Bên trong này là những cái vòm đèn nè để chúng ta chụp hình cũng rất là đẹp. Và bây giờ em ở ngoài trục đường Đồng Khởi cả nhà, em sẽ đi vào công viên luôn. Xuân Giáp Thìn ha, năm 2024 này. Rồi giờ mình đi vô chụp hình luôn con. Đi vô ha. À, mình đi qua bên đây nè, bên đây trống nè, bên đây chữ Xuân Giáp Thìn có rất là nhiều chụp hình luôn. Bên đây nè con. Đây, 2024 ha. 2024 với biểu tượng ở Bến Tre là một cây dừa. Ủa, và đây là một chú rồng. Đây, cười lên coi. Rồi. Đi rồi di chuyển qua chữ Giáp Thìn nè. Vô đi, vô. Xuân Giáp Thìn hết nha, với hình tượng một chú rồng. Rồi Xuân Giáp Thìn với chú rồng ha, linh vật rồng này.
tại công viên Bến Tre. Đây là linh vật rồng nhỏ ha, để chúng ta có thể chụp hình tại khu vực này và trồng những cái hoa hồng này. Còn linh vật rồng lớn là ở khu vực bên đây, tí nữa em sẽ qua chia sẻ cùng với cả nhà. Bên đây thì có lối đi vào cái nhà chờ nè, để trang trí những cái hình về Bến Tre xưa và hiện tại, rất là đẹp ha, với những cái hàng cao. Rồi bây giờ em cũng đi vào luôn nha. Hôm nay thì cũng có một cây mai nè. Mai hôm nay thì cũng rất là nhiều nụ, chưa có nở hết cả nha. Mai hôm nay rất là nhiều nụ luôn. Ở dưới thì có những cái cúc nè, màu gà quanh gốc. À, bên trong là trưng bày những cái hình ảnh về Bến Tre xưa và nay. Rồi em sẽ di chuyển khu vực qua phần linh vật rồng của tỉnh Bến Tre. Rồi đi qua đây nè con, đi qua đây nè. Giờ mình đi qua chú rồng to thật là to nè ha. Đi qua chú rồng to thật là to luôn. Đây. Hôm nay rất nhiều bà con đến đây vui chơi, chụp hình tại chú rồng bên biểu tượng linh vật của Bến Tre. Thì dân cư dân mạng thì gọi vui là rồng đất ha, nửa trên nửa dưới, không phải là rồng cởi mây giống như các tỉnh khác. Người ta hay gọi là rồng đất. Tối bị dạ đèn hết nha. Đây là hình chú rồng tại công viên Bến Tre. Bên đây cũng có những cái tiểu cảnh khác này nha, với những cái bánh xe ha, đèn hoa. Để bà con ở đây có thể chọn những cái tiểu cảnh và chụp ảnh. Đây là phần thân rồng và đuôi rồng thì múc ở phần bên kia. Phần thân rồng rất là dài lừa luôn cả nhà. Tại công viên Bến Tre ha. Đây là thân chú rồng rất là dài ha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, thì hơn 10 đốt thân rồng ha. Rồng này là rồng đất nha cả nhà, chưa có cởi mây được, vẫn còn nửa ẩn nửa hiện tại khu vực của thành phố Bến Tre. Từ khu vực này em sẽ đi vào chính giữa nè. Ở đây trong đây thì cũng trang trí những cái tiểu cảnh khác, những cái vòm hoa nè. Thành phố Bến Tre chúc mừng Giáp Thìn, thành phố Bến Tre chúc mừng Xuân Giáp Thìn 2024.
với những cái chú rồng rất là ngộ nghĩnh và đáng yêu luôn. Ở đây thì có những chiếc thuyền hoa này. Những chiếc thuyền hoa để các bạn trẻ vào đây chụp ảnh. Treo lên rất là đẹp, rất là nhiều. Đây là những cái tiểu cảnh khác, góc khác tại công viên thành phố Bến Tre. Hôm nay thì bà con đến đây vui chơi cũng rất là đông vui.